Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại cái kênh của tôi. Thì tôi làm cái clip này để trả lời câu hỏi của bạn I Love. Bạn ấy nói là đánh giá giúp cái cổ phiếu PLP. Đấy thì về mặt đồ thị của cổ phiếu PLP thì nó đã cho chúng ta biết là đây là cái hỗ trợ đúng không? Hỗ trợ và nó đã có cái tín hiệu mua lên. Đấy, chạm vào hỗ trợ và nó bật lên. Ở bên cái chương trình của tôi PLP cho cây mua ở cái phiên này. Đấy, phiên hôm nay. Còn về mặt định giá thì cổ phiếu PLP này chúng ta thấy này. Thứ nhất là số lượng cổ phiếu lưu hành là 40 triệu đúng không? Đấy, số lượng cổ phiếu lưu hành là 40 triệu. Thứ hai là vốn hóa thị trường. Vốn chủ sở hữu. Đây, vốn chủ sở hữu là 452.87. Đấy. 452.87. Lãi của các quý 9.18. 9.18. 15.4, 12.6. 15.4. 12.66. Và 8.37, giá là 9.8, 8.37 và giá là 9.800 đồng, thị giá là 9.800 đồng. Ngoài ra thì chúng ta đánh giá về mặt cổ tức thì nó có 60% cổ tức bằng cổ phiếu và 10% đó. Không không 60% và 10%. Đấy. Thì về mặt định giá thì cái cổ phiếu này đang có cái giá trị khoảng 13.000 một cổ phiếu. Và tại cái thị giá này thì bạn đang mua rẻ cổ phiếu khoảng 33,6%. Chúc bạn đầu tư thành công. Đến cái cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu HAP của bạn Lộc Nguyễn. Thì cổ phiếu HAP về mặt đồ thị thì nó đang có một cái nền tích lũy nhưng mà nó cũng không đẹp lắm. HAP. Đấy, và nó có điểm mua ở đây. Cổ phiếu này giao dịch với khối lượng bé nên các bạn giao dịch các bạn phải để ý. Đấy, và nó đã có một cái vùng phân phối ở đây rồi. Và về mặt định giá thì HAP chúng ta cũng bắt đầu bằng số lượng cổ phiếu là 55,471. 55.471. Về mặt vốn chủ sở hữu thì chúng ta có 722.97. 722.97. Về mặt lợi nhuận chúng ta có 5.3 hay 7.22. 5.3 27.22 4.59 và 6.53. 4.59 và 6.33. 6.53. Về mặt cổ tức thì chúng ta có
3% và 6%. 53 ta có 3% và 6%. Về mặt thị giá thì chúng ta có 12.200 đồng đấy, và cái cổ phiếu này thì đang có giá thị giá gần với cái giá trị thực của nó rồi, và nếu các bạn mua ở cái giá này thì các bạn đang mua rẻ tài sản ở cái mức là 3,8%, rất là bé thôi nha. Chúc các bạn đầu tư thành công.